Thế là hắn đi mấy ngày rồi vẫn chưa về phải không? Bố cháu á? Chắc phải được gặp một tuần đấy. Bố cháu đi làm cho ông Chín oạt. Đi làm cho Chín Chín Hảo. Buộc vào cân về được mấy cân. Thế là ông ấy bỏ vườn á. Cũng chẳng bỏ, ông vẫn cứ đi về, ông làm mà đi đi về về mà không à. Không ạ, đi mi này muốn ông Huyền hai cửa cánh đấy, hai cửa cánh như giờ là ít việc thì gộp lại một. Thank you.